kể chuyện bé nghe xứ sở mặt trăng. Bé Út sinh vào đúng ngày trung thu. Năm nào, mẹ và các anh chị cũng tự tay chuẩn bị sinh nhật cho Út. Năm nay cũng vậy, từ buổi sáng, anh hai đã chuẩn bị nến. Chị ba vốn khéo tay, đã làm một chiếc đèn thủ công cắt hình mặt trăng và các vì sao nhiều màu sắc rất đẹp. Còn mẹ đã chuẩn bị cho bé Út một chiếc bánh sinh nhật ngon tuyệt. Buổi tối, ba anh em tắt hết đèn đi. Dưới ánh nến lung linh, một bầu trời đầy trăng và sao được tạo ra trong sự ngạc nhiên và vui sướng của bé Út. Bé Út: "À, đẹp quá. Ông trăng này nhiều ông sao quá. 1, 2, 3 nhiều quá. Em muốn chạm vào ông sao. Em muốn lên cung trăng chơi với thần thỏ." Vừa dứt lời, bỗng dưng cả căn phòng bừng sáng. Một cơn lốc ánh sáng xuất hiện bao quanh ba anh em và cuốn đi. Tỉnh dậy, ba anh em thấy mình đang đứng trước một nhà máy sản xuất ánh sáng rất kỳ lạ. "Hai nhìn kìa, đó là tháp phát ánh sáng." Chị ba chỉ tay. "Còn có cả thảm ánh sáng nữa kìa." Bé Út treo lên. "Thật là kỳ diệu." "Hình như đây là mặt trăng," anh hai khẽ thì thầm. Bé Út hưng phấn kéo anh chị chạy lên thảm ánh sáng. Bạn cún Mina cũng lon ton chạy theo. Vừa bước chân vào thảm, chiếc thảm bỗng trượt đi. Chiếc thảm trượt thẳng qua tháp ánh sáng, rồi lao vút vào không gian tối. Tốc độ ngày một nhanh, gió thổi ngày một mạnh. Anh hai vội vàng ôm chặt lấy hai em. Chị ba kéo vội cún Mina vào giữa. Qua khỏi vùng tối, chiếc thảm đột ngột lao vút xuống một vực sâu. Ba anh em bị hất văng xuống bãi cỏ. Các sinh vật thỏ nâu xuất hiện bao vây, mắt nhìn nghiêm khắc như đang muốn dò hỏi tại sao ba anh em lại dám xâm phạm vùng đất này của họ. Bé Út sợ hãi nép sau chị ba. Trong lúc nguy cấp, anh hai chợt nhớ đến thần thỏ. Anh hai gọi thật to: "Thần thỏ, cứu chúng con." Từ một dần sáng, thần thỏ bước ra. Thần nhận ra ba anh em, mỉm cười và khẽ gật đầu. Các thỏ nâu cúi đầu chào thần thỏ và từ từ rút lui. Thần thỏ khẽ xòe tay, đưa bàn tay của thần thỏ, những chiếc tai thỏ xinh xắn bay ra, nhẹ nhàng đổ lên ngực của ba anh em. Chỉ cần có tai thỏ trên ngực, ba anh em sẽ được đi khám phá mà không lo bị cư dân mặt trăng bắt lại. Thần thỏ dẫn ba anh em đi tham quan mặt trăng và giải thích: "Mặt trăng chia làm hai nửa, nửa tối và nửa sáng. Bên nửa tối là nơi đặt nhà máy sản xuất ánh sáng và cũng là nơi sản xuất ủ các hạt giống. Sau đó, ánh sáng và hạt giống được chuyển qua phần nửa sáng của mặt trăng, nơi luôn quay về trái đất của các con." Đi sang nửa sáng, ba anh em thấy như một thế giới diệu kỳ. Các chú thỏ ngọc đang nhảy nhót và thu hoạch trên cánh đồng cà rốt. Các chú sóc đang ngồi trên những cây nấm khổng lồ có khả năng phát sáng. Còn mấy chú nhím thì chạy đùa, lăn theo các hạt dẻ to đùng. "Ơi, hai xem này, đây là dòng sông sữa, thích quá, thích quá. Còn kia là giường kẹo đủ màu sắc, kẹo dâu, kẹo cam, kẹo cherry." Bé Út treo lên: "Ở đây thật kỳ diệu, ước gì trái đất của chúng con cũng có những thứ này." Chị ba khẽ thì thầm. Thần thỏ dẫn ba anh em đi qua dòng sông sữa, đi hết công viên mặt trăng, tới một khu rừng lớn. Trước bìa rừng có một cái gương to, hình tròn. Ba anh em nhìn vào gương, thấy hình ảnh trái đất mờ mờ. Dường như có một tầng mây đen đang bao phủ, chặn lại ánh sáng và không khí mát lành từ mặt trăng chuyển xuống trái đất. Anh hai hỏi thần thỏ: "Thưa thần, tại sao trái đất của chúng con lại bị tầng mây đen bao quanh vậy ạ?" Thần thỏ khẽ đáp lời: "Vì trái đất đang bị ô nhiễm do khói bụi, do thiếu cây xanh, do chất thải con người tạo ra trong cuộc sống hàng ngày. Để trái đất có được không khí trong lành như xứ sở diệu kỳ mà con và các em mơ ước, các con cần trồng thật nhiều cây xanh để cho trái đất khỏe lại." Nói rồi, thần thỏ đưa ba anh em một túi hạt giống và dặn dò: "Đây là túi hạt giống thần kỳ. Chỉ cần các con biết yêu cây xanh, yêu trái đất, túi hạt giống này sẽ không bao giờ cạn. Nếu các con chia sẻ hạt giống với các bạn nhỏ, hạt giống trong túi sẽ ngày một đầy lên. Sức khỏe của trái đất phụ thuộc vào các con và bạn bè của các con đó. Giờ đã tới lúc các con phải trở về nhà để bảo vệ trái đất của mình rồi." Nói rồi, thần thỏ khẽ dẫy một đám mây. Ba anh em bước lên,
cúi đầu cảm ơn và tạm biệt thần thỏ và xứ sở mặt trăng. Đám mây đưa ba anh em quay về trái đất, bay tới chỗ các bạn nhỏ. Tới đâu, ba anh em cũng tặng hạt giống cho các bạn. Cùng gieo hạt, trồng và bảo vệ cây cho trái đất của chúng mình được mạnh khỏe nhé. Bé Út nhắn nhủ các bạn. Vì một trái đất màu xanh, hãy trồng thật nhiều cây bạn nhé. Các bạn nhỏ ơi, vậy là hành trình khám phá xứ sở mặt trăng đã khép lại rồi. Đây là món quà trung thu yêu thương con cưng tâm huyết chuẩn bị để dành tặng cho các bạn nhỏ. Chúc các con thật nhiều niềm vui, luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn và biết vâng lời ông bà ba mẹ. Và đừng quên trồng thật nhiều cây xanh để trái đất sớm khỏe lại các con nha. Trung thu năm nay, mình cùng nhau phá cổ và khám phá mặt trăng an toàn ở nhà sẽ thật đặc biệt và ấm áp yêu thương phải không nào? Bởi vì Tết đoàn viên hạnh phúc nhất là khi cả nhà mình được quây quần bên nhau.